Một người hỏi là cái sấm có phải là tiếng súng nổ ở ở dưới miền Tây không sư phụ? Sấm á, nó nghe rất nhiều lắm. Hồi xưa sư phụ có hỏi này hoài. Hồi xưa mỗi lần mà sư phụ có lần mà nói chuyện với Đức Thầy á, hỏi sư phụ nói trong kinh của sư phụ sấm giảng, tiếng sấm nổ là gì? Thì Đức Thầy không bao giờ trả lời. Đức Thầy nói chờ xem, cái gì cũng chờ xem. Cung vàng điện ngọc có hiện không? Đức Thầy cũng nói chờ xem. Con cái xấu, Đức Thầy cũng nói chờ xem. Ngài không bao giờ giải thích cho sư phụ biết mấy cái này, tại sư phụ cũng hiếu kỳ như là các con thôi. Thì nhưng mà có một vị khác giải thích, tại sư phụ nói chuyện hết tất cả các vị mà hỏi vị này không nói thì sư phụ hỏi vị khác. Thì có những vị khác nói tiếng sấm nổ là khi Phật Di Lặc xuất hiện đầu tiên sẽ giảng ở núi Cấm, thì đó là tiếng sấm nổ đầu tiên. Rồi giảng với cội long hoa, đó là bốn cây long hoa của mình đó, con quay cho ta coi, đó đó là bốn cây long hoa, là bốn cây này nè, trên xây cái bảng chữ long hoa lại cho ta coi, đó, cái cây đó là cây long hoa đó. Đó cây long hoa đó, con chườm lại đó, là khi mà Phật Di Lặc ngồi ở đây giảng pháp, bài thứ nhì là tiếng sấm thứ nhì, một bài pháp là chấn động các khắp thế giới, gọi là tiếng sấm. Chứ giờ bom nguyên tử nó có nổ rầm rầm ở Hiroshima hay Kawasaki nữa thì mình đây mình đâu có nghe đâu, gọi là tiếng sấm, nó chỉ là đạn pháo thôi mà. Một bài giảng pháp của một vị Phật giáng trần nó mới gọi là sấm, đúng không? Thì đó là tiếng sấm, là ngay cội long hoa ở đây. Thì tiếng sấm thứ ba thì ở đâu thì họ chưa biết đó, thì là ba bài pháp đầu tiên của Đức Phật Di Lặc thì gọi là ba tiếng sấm. Đó là sư phụ biểu như vậy, không biết là mấy vị có nói lóng hay không nha. Tại sư phụ hỏi vòng vòng á, sư phụ mới hiểu ra được như vậy. Cái còn mà bom bom nguyên tử hay là ba cái lò hạt nhân ở Ukraine bây giờ nó có nổ á, mình làm gì mình nghe tới bên Mỹ, ở đó chừng mấy trăm cây số mình chưa nghe nữa, cho nên đó đâu phải gọi tiếng sấm. Tiếng sấm là chấn động cả thế giới, cả những cái thằng lãnh đạo, những cái quốc hội Mỹ, hạ viện thượng viện Mỹ nó cũng hoảng hồn. Chết cha rồi, Chúa giáng trần rồi, Phật giáng trần rồi, tôi không có cần phải họp thượng đỉnh, không có cần phải họp quốc hội Mỹ hay là Liên Hiệp Quốc hội họp gì nữa, dẹp hết mấy cái này thì mới gọi là sấm. Hãy kinh động những lãnh đạo thế giới mới gọi là sấm. Đó là sư phụ hiểu là như vậy, còn chúng sai trời xem nha quý vị. Cái này là theo cá nhân của mình ấy với bao nhiêu lần nói chuyện hết vị này tới vị kia, đó là vậy đó. Tiếng sấm, ba bài pháp của Đức Dạ, Phật Di ba Lặc. bài pháp. Chứ giờ con thấy một giáo chủ mà xuống trần, con thấy chuyện lạ không? À, thôi tụi mày bữa giờ họp đã rồi, không có cái gì kết cuộc hết phải không? Không có ngã ngũ phải không? Không có hòa bình phải không? Ê, Putin, Trump, Biden, Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Nguyễn Phú Trọng, Bác Trọng, ai đã đại khái gom lên đóng. Ông nào ông nấy hả, té đá quần lụt á, nhưng mà Phật Di Lặc nói chuyện đúng không thì mới gọi là sấm. Sấm làm cho ông sợ té đá, xin lỗi nói chuyện. À, lãnh đạo cũng phải sợ Mình nói chuyện đời thật mà sao. à, đó mấy anh làm cho mấy lãnh đạo ấy phải run run mà sợ thì lúc đó mới gọi là sấm. Còn á, còn mấy nó ra lệnh cho bom nguyên tử nổ cũng đâu phải là sấm đâu.